Năm 1930-1931, tại huyện Hưng Nguyên, Sứ ủy Trung Kỳ đã chọn nhà ông Hoàng Viện làm nơi hoạt động để chỉ đạo phong trào cách mạng. Với giá trị lịch sử là cơ sở hoạt động của Sứ ủy Trung Kỳ trong giai đoạn cách mạng 1930-1931 và 1939-1945. Năm 1991, di tích này đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cách mạng quốc gia. Tuy nhiên hiện nay, di tích này đang xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ trở thành phế tích. Nhà ông Hoàng Viện thuộc xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, từng là cơ sở hoạt động của Sứ ủy Trung Kỳ, nơi ghi dấu ấn lịch sử một thời hoạt động của Đảng. Mặc dù đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia, nhưng đến nay ngôi nhà vẫn gần như bỏ hoang. Ông Hoàng Văn Thước vừa là cháu đích tôn của ông Hoàng Viện và cũng chính là người đã hơn 4 năm nay được giao nhiệm vụ trông coi và bảo vệ. Trước sự xuống cấp của di tích, ông Thước không khỏi lo lắng. Di tích xuống cấp theo tôi là tôi rất nóng ruột. Nhà nước phải quan tâm nơi khu di tích để tôn vinh lại cho nó sạch sẽ. Theo ông Thước và nhiều người dân địa phương, thì di tích này xuống cấp và không được tu sửa từ rất nhiều năm nay. Ngôi nhà vốn có 5 gian, nhưng đến nay di tích chỉ còn lại có ngôi nhà ngang này và cũng đã bị xuống cấp trầm trọng. Mối mọt, đục rỗng, ăn dần từ cột, kèo, cửa vào đến vách. Rất nhiều bức ảnh quý về các chiến sĩ cách mạng Sứ ủy Trung Kỳ bị hoen ố. Còn đây là những kỷ vật ít ỏi còn sót lại, gắn liền với việc in ấn báo Lao Khổ Tiến Lên năm 1930, được phát hành kịp thời, cổ vũ tinh thần đấu tranh cho quần chúng nhân dân. Là chúng tôi giao cho cấp ủy xóm của xóm 1 này là coi như là mua mét nữa, mét các thứ chống chống để làm thế nào, hoặc là những cái viên ngói nào bị vỡ đổ vỡ thì phải giảm giỏi lại để làm thế nào trong quá trình mùa mưa bão là không hư hỏng, không ảnh hưởng. Nếu mà do điều kiện thời gian qua sau khi tu bổ cấp thiết thì đưa vào một dự án, nhưng mà quá trình thực hiện dự án thì do các công trình văn hóa là phải phê duyệt có nhiều bậc, quắc nhiều cấp nên là bỏ chậm đi. Và chúng tôi cũng muốn trong thời gian tới thì đẩy nhanh được cái tiến độ của dự án để xây dựng, để tu sửa, tu bổ tôn tạo cái di sản viện xứng đáng với cái công trạng của các bậc tiền nhân và phát triển giá trị di tích để phục vụ chúng ta giáo dục truyền thống lâu dài. Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành chức năng sớm thực hiện dự án tu bổ, nâng cấp di tích lịch sử nhà ông Hoàng Viện. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã thỏa thuận cho thực hiện dự án và giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với gia đình và nhân dân địa phương để thống nhất phương án. Tuy nhiên, trong khi chờ dự án được triển khai, thì chính quyền địa phương huyện, xã và ngành văn hóa cần có những giải pháp tạm thời để bảo vệ, gìn giữ các hiện vật liên quan đến các sự kiện diễn ra tại di tích lịch sử quốc gia này.